À, thành công rồi mẹ ơi. Thấy bài cùng đây. Đẹp đấy. Các bạn ơi, mình thành công rồi. Đất này là đất đồi núi này. Bánh trưng là tượng trưng cho đất. Cái này là của anh Quý. Rồi. Đấy, hai anh em xách lên nào. Ủa, cái này nấu lâu lắm đấy. Hai chị em. Thấy chưa? Năm mới là chúc anh em, chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và một năm gặt hái được nhiều thành công. Đấy, và luôn luôn may mắn nha mọi người. Happy New Year. Chúc mừng năm mới nha. Chúc năm mới. Năm mới là chúc anh em thật là nhiều sức khỏe nha. Có thật là nhiều sức khỏe. Có thật là gần như sức khỏe. Ok, hello, chào bạn nha. Ok, chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog của Trường Châu Phi. Hôm nay là 30 Tết rồi. Ở Việt Nam là tầm 5 tiếng nữa là pháo hoa nổ tung trời. Còn ở bên này thì anh em đang làm bánh chưng rồi bánh tét các kiểu để nấu bánh chưng. Tối nay anh em tập hợp lại rồi nấu bánh chưng là một này. Với là anh em Angola nữa đến để ăn đón giao thừa hay. Đón giao thừa. Đón giao thừa ở bên này thì là 6 giờ. 6 giờ chập tối. Ở đây là có thầy Đông. Thầy Đông là cơ trưởng cho cái bánh chưng này. Chứ thực chất ở đây anh em không ai biết cuốn. Không ai biết gói. Cuốn bánh tét đây. Cuốn bánh tét thì có cô giáo với là anh Bảo. Ngày xưa cũng đi làm thuê cuốn bánh tét. Đấy, đó là cô giáo kể tiểu sử là như thế. Còn anh Đồng thì chuyên đi hổ hàng xóm. Các chị em toàn nhờ. Tay nghề cũng cao các bạn ạ. Đây, mình thử mình cuốn cái xem như thế nào. Này con đi. Tập cái đầu tiên. Này, cả cho anh Đông này. Đông anh ơi. Thôi anh làm cái này đi, em làm cái mới mà. Đùa chứ hay chứ, cái này đơn giản mà, có gì đâu. Mới ơi, nhìn này. Đấy, khóe ngay, anh đẹp đây này. Không? Nhìn bên đây này. À, chỗ anh là đây, đây này. Nhưng mà phải quấn nhiều giấy quá nhỉ. Tiếp nhà Bảo quấn đẹp nha. Đấy dạ, được đấy. Cái này phải to thêm tí nữa thì đẹp. Lá nhỏ. Lá nhỏ quá. À, lá nhỏ quá. Ơ, thầy nó không kiểu như của em mà. Không, cái này là... Cái này là bó nhiều hơn là cuốn. Cái này là bánh bó. Bánh bó và bánh... bánh tét vuông. Đấy, ô vuông. Không, nhưng mà đủ các loại như này hay đấy. Bó giò. Thập cập. Con ra nhà cháu như này thật chú ạ. Trời ơi, nhìn. Đây là của anh Thanh nha các bạn ơi. Đây là anh Thanh, còn đây là Lê nha. Đâu? Đây là Lê. Lê có đẹp đi. Nhật Lê làm gì biết gói. Phết. Đúng. Đúng. Không, đây là mình nói thật, đây là của mình, còn đây là của anh Đồng. Cái anh Đồng này. Để đấy, để đấy. Hả? Làm năm mươi cái bánh á. Nhiều. 50 cái bánh nhiều quá. Nhiều quá. Qua năm là con ai gói rồi, ăn rồi. Mời nhá, phần đẹp đúng nhé. Đây, bánh đúng nhé. Nhìn chồng đây, nhìn chồng bánh đây. Bánh đây. Cháu gói bằng tay mà. Mô. Để đúng bên nhà chứ. Đúng rồi. 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 Đúng r
Đây là lá dòng rừng. Đây là lá xây lá cây gánh. Đã nó là lá Việt Nam mình nấu. Việt Nam mình đông chân. Lá Việt Nam đông như bạn có mà dài. Làm dài quá. Đấy đi. Đấy đâu, lá cắt đây. Đấy, anh em là thử ai lấy máy gọi cho tất cả các anh em ở nhà xem anh em ở nhà ăn đến đâu rồi đây. Giờ này chắc say sưa. Máy nổi rồi. Không nghe được. Sợ là gọi không nghe ấy chứ. Để mình gọi cho. Nhưng mà chưa. Cái này phải cái gen này đúng không? Nhưng mà cái gen này này, cái này. Nó phải ở viền này đúng không? Mình lật do mình gấp lá gấp lá ngược gấp ngược gấp cho cái này ra ngoài thì đẹp hơn đúng không? Em là ban cắt lá sau đây là dưới em mà gói thì đỡ được đúng rồi thế ngày nay chú bỏ ngoài này quên à cái này chú gấp lá anh gấp nó gầy đây chính đầu ơi cái này là phải buộc vào cái thần gì nhỉ. Lấy vừa qua trong vòng 7 ngày 6 bữa đó mình buộc qua cột nha. Nãy mình sáng mình bỏ nó mình phơi tí này kìa. Bỏ nó như mắm đe đấy. Lạ nó thẳng nó đâm. Nó cho bảo cái giọng gì. Nán xinh xắn. Của em nó khổng lồ. Mình kẹo này. Em quân tôm của em thôi. Kẹo này. Nói cho em kẹo không? Ôi trời ơi, đỉnh cao luôn, này. Để em cá quái đó. Ơ, gần lại đó anh. Gần lại đó. Chiến xéo rồi. Hai cái lạc buộc. Dạ? Hai cái buộc lại đấy lạc buộc phân. À, ok. Việt Nam dữ rồi. No say rồi. Cũng đưa về đóng cả cù cả ba về thôi. Như là nó cũng no say thôi. À rược. Rược đóng cả cù về. Đưa rược về. Ui này. Trời ơi. Đỉnh cao luôn. Đâu mày quay đâu rồi? Đây. Đâu mày quay đâu? Đẹp ơi. Đây, nhật lề gói anh ơi. Nhật lề gói. Nhật lề là gói cái chạc này vào cái bánh. Vào cái bánh này. Đấy. Còn lại nữa là anh Đồng ấy. Không nói mà người biết mà. Đây này, cái này. Đấy. Ăn bếp lẹp hết đi. Nhiều mà ở đá dân bản gọi cũng có gọi cơm nặng mà đi ba đi nữa là đi gãy này. Gọi mình chắc hết rồi. Đây. Mình tét nhanh chín. Tí được không? Tao mày. Mình cứ bỏ đi luôn. Ba lạt. Mấy này cứ sao tí. Gọi cả rồi mà đây. Rồi chị gọi chán ấy. Gọi bếp lẹp ấy. Anh Đồng ơi, bỏ riêng ra được không hay là phải gộp lại với nhau? Gộp lại mới đẹp. Gộp lại cũng được. Gộp lại nhưng mà bánh anh Quỳ làm xấu quá, đủ đẳng cấp để gộp lại với cái bánh của em. Anh Quỳ ơi, đang hét lời nói chị đây. Tới bánh với mẹ để bánh thử nhá. Anh làm, anh bà là làm xấu rồi thì anh làm một cặp luôn đi. Không đủ cặp đấy. Hắn không đủ đẳng cấp, hắn không đủ đẳng cấp với em. Được. Em vô đây hơn là đồn lao, biết quá là quá không? Hắn nhìn lên mông dính ý. Không, cái đây là gọi là một năm không nhân này bánh chứ không nhân. Đổi em thì nhân nào? À không, này đổi cho. Đâu nhỉ? Đấy, vậy là được rồi. Ờ, như này là được rồi. Nhân chứ, ủa? Nhân ăn chay thôi, em ăn chay thôi. Không có thịt là buồn nôn mà. Ăn thịt đâu. Đâu em gọi bánh chay nhưng mà khi nào ăn thì em ăn bánh thịt. Cho nó ra đều góc hồi chục bắp này nó đẹp đấy. Lấy tay luôn này à? Tay đi đâu còn, nái với cái. Mình thường anh Quỳ gọi đẹp lắm. Chi? Nè. Gọi chi mà gọi lạt đi đẳng ra, lạt đi ăn đi chứ bá sọc. Thì chi nè, như thế kia, kiểu thệ dây mà, đâm dây. Đi chứ nè. Rồi, bánh gỏi khác mà bánh đúng khác quá. Ở nhà thế nào đây nhỉ? Cho lá vào góc, cho bốn góc bốn này. Ê, nó vui
Anh em đang gọi bánh chưng. Lôi. Cái này của Lôi à? Cầm cho Lôi nhá. Wow, tệ. Đấy này, thấy không? Tệ. Chị Lệ ơi, cho em xin mấy cái lạt mà chưa buộc cái này không? Lính nhỉ? Đi gọi gì? Có máy quay 5 chữ nữa nhỉ? Máy quay 5 chữ nữa. Gọi thật mà. Cái lạt này buộc của anh bảo là... Hả? Mang học cái sáng giờ mới đi quẹo đi gọi được. Một mặt đẹp, một mặt xấu mà. Học cái sáng giờ mà. Cái mặt xấu là... Ơi, quên này. Xấu nào út vào nhau. Đó, được. Quay đó. Làm cái giọng nó thấy. Nó lại ngồi ở giữa chủ Nam và chủ Linh nhỉ? Gọi 7-8 cân đấy. Này, lê đấy. Quay được rồi đây. Rồi gọi chứ, để gọi không? Em gọi bánh đập tên à? Được kia được anh? Đúng. Đúng nhưng mà gọi là đúng. Gà mất mấy cân. Anh em mình lại không gặp nhau ở Việt Nam ăn Tết được rồi. Cho vào góc ấy. Em cơm đồ em thường chỉnh về em có gì em vào nhà chơi. Được. Wow. Thành công rồi mẹ ơi. Thái bảy cuộc đời. Nói chung là cũng tạm được. Vài cái là quen hơn dưới đấy. Đâu sao úp làm ăn bánh như này? Xem anh đông như nào đâu. Ô đây đừng có bơ đó nữa. Hai lát thôi. Giời cũng như này có vấn đề gì đâu. Nhau cả mà. Đó là lề buộc mà, với anh đâu nữa. Cái gì? Thảo là sánh cái trừ đã. Hello? Thảo là sánh. Buộc hai lần hai bên đi. À đây á? À Thảo ở đây là. Buộc cái lạ, cái sánh một bên. Ba lạ là kiêng á. Buộc cái lạ là hai đấy. Đẹp đấy. Anh đồng đấy. Cái này chứ sai quá. Lần đầu như thế này. Thảo ra đúng không? Nhân đây em buộc. Mic kia này. Các bạn ơi, mình thành công rồi. Đất này là đất đồi núi này, bánh chưng là tượng trưng cho đất. Cái này là của anh Quý, tượng trưng cho đất đồi núi, còn mình là đất đồng bằng nhá các bạn ơi. Ai làm đi ấy? Đất đồng bằng siêu đẹp. Đấy. Mọi người nhìn thấy không? Sao sạch này. Ai ở Việt Nam mà Tết năm sau ở Việt Nam mà chưa biết làm bánh chưng ấy thì có thể là thuê em đến em gói bánh chưng cho nha mọi người ơi. Đây nhìn này. Bánh chưng của em làm siêu đẹp luôn mọi người ơi, cả nhà mình ok nha mọi người ơi. Đấy thì hiện tại là anh em mình đã làm xong bánh chưng rồi, với là bánh tét. Đấy, phần này là của anh Đồng này, còn phần này là của Nhật Lệ với là mấy anh này. Nhìn này, đây, nhìn này dưới này. Nhìn chán chưa? Đúng không? Nhìn chán. Yep. Đây, như anh Đồng với mình này, người ta vuông góc như này. Cái này là bánh đùng này, cái kia bánh gói mà. Thì người ta gọi là đi đùng bánh, thế đây là đùng bánh còn đùng bánh. Chán thật. Người ta còn nói là gọi bánh đâu. Bánh chưng với bánh tét rất là nhiều. Và làm thêm nem đó, nem cuốn. Và tối nay là có tất cả các anh em tập hợp về đây. Kể cả anh em Angola đang làm thịt dê bên này. Đây. Đây, thịt dê bên này nha mọi người. Đây, làm hai con dê. Đổi chứ làm hai con dê là tối bê bê bà đủ luôn. Tối uống là say luôn. Đấy, những cái ngày mà lễ là cho anh em ăn uống nhậu nhẹt thoải mái, không mai không đi làm. Đấy, còn những cái ngày mà làm việc thì không bia rượu, đó là quy tắc rồi. Còn bia thì anh em mình tập hợp về đây rồi khá là nhiều, ba két bia. Đấy là hai két nước ngọt. Ôi, nước ngọt mua hơi nhiều rồi. Nước ngọt mua hơi nhiều rồi. Đây bia này. Hai người hai két. Hai người hai két. Ui, nước ngọt hai két à? Hai két. Hai két. Mai đưa vào bàn. Chứ hai chị em uống có hai lon à? Mai đem đi bàn. Còn tí nữa đưa củi với gì ra ngoài kia là sẽ nấu bánh chưng ở phía ngoài. Tối anh em sẽ vui chơi nhảy múa ở đây. Loa đài các kiểu có rồi. Chỉ có tiếc là năm nay là pháo hoa ở bên Angola là người ta cấm không bán. Chứ nếu mà có pháo hoa nữa thì khá là tuyệt vời luôn nha. Có pháo hoa thì tuyệt vời luôn nha. Trời ơi, năm ngoái nổ sướng.
năm nay là người ta kiểu là cấm bán này mọi người. Cấm bán cái pháo nổ. Chắc chắn là có thôi nhưng mà anh em mình không tìm được. Khó tìm. Bán dấu thôi. Bán dấu. Ngày xưa đợt ấy mình mua là đâu, mua vẫn bán bình thường mà. Ê, à, cũng được hè. Cũng được. Cho lôi cuốn cái. Lôi thử cái. Ở nhà thì bây giờ là hiện tại là cũng đâu đó là 9 giờ tối rồi. Tất cả mọi người đang chờ đón giao thừa. Anh em mình bên này thì thôi ăn uống xong ngủ thôi. Ngày mai không biết làm cái gì cả. Ngày mai ở nhà đấy. Làm tí phỏm các kiểu ấy. Đi Hải Lộc. Đi lì xì. Lôi á. Lôi làm á. Có phải không? Lôi. Lôi làm phải không? Lôi làm á. À. Biết ngay. Không làm không nhận gì. Rồi bây giờ là để cho anh em quấn trong cái là nấu luôn nhở. Bánh chưng thì nấu luôn nhở. Em bỏ vô nồi này. Hay là bỏ vào nồi xếp luôn. Ê đâu, tay khéo chín nhanh. Để anh Đông triển khai làm cái này cho. Tầm 7-8 giờ. Tại 7-8 giờ là anh em ta sẽ được ăn. Ui ôi, dao này. Dao với kéo này. Cất ra này, lôi này. Dao kéo này, như này chết. Giờ với dao. Năm mới mà đổ máu là lộc lắm ấy. Ui, nồi to ấy. Bỏ cái bánh chưng vào mà không thấy đâu cả. Nồi to quá. Kiểu này thì... Cái này chèn luôn. Còn nồi này. À đây này, nhưng nhiều này mà. Nồi to quá các bạn nhá. Chứ không phải là bánh chưng mới là bánh tét ít đâu. Mà nồi to quá. Ở nhà người ta nấu cái nồi nhỏ nhỏ ấy, mà cao cao ấy. Thì cũng tầm đấy thôi chứ. Rồi, cái này đẹp rồi. Bên ngoài được trong nước sau. Bên nước sau. Chưa bờ. Ơi được rồi. bỏ đi giấm đó. Đây. Củi đáng nhiều. Đây. Ok. Củi một nhà củi. Đâu đâu? Đây. Củi là anh em lấy ở trên trang trại về mấy cái gốc rễ như này này. Quên gì mà nhiều như này. Hay là tối đốt té ở đường này. Đốt lửa trại. Mục đích là vậy á. Còn mình nấu bánh trứng thì chắc không hiệp mấy đâu. Tối đổ tập xăng đốt cho ấm. Vì bên này chập tối là khá là lạnh. Ở Angola thì ngày Tết của Việt Nam là như này thôi chứ. Ngày Tết dương lịch của người ta là xong rồi. Đấy, còn âm lịch thì người ta sẽ không ăn Tết nữa. Mà chỉ có khu vực châu Á nhà mình thôi. Rồi. Đấy, hai anh em xách lên lại. Ủa, cái này nấu lâu lắm đấy. Cái này nấu lâu. Rồi, xong rồi nha mọi người. Nồi bánh chưng, bánh tét. Không biết là lửa như này có ok không nhỉ? Chưa thấy cũng khá là... Để tối nay anh em mình sẽ ngồi đây và nghe một bài nhạc, bài hát gì đấy. Để cho nó chiêu chiêu. Ok nha mọi người ơi, bây giờ là cũng tối muộn rồi thì cũng huy động tất cả các anh em trong nhóm Team Châu Phi và cũng như là anh em Việt Nam. Đấy, hôm nay là tiệc đứng nha mọi người, tiệc đứng chứ không ngồi nhá.
chỉ ăn uống vui chơi nhảy nhảy múa ở trong này, với là có thêm tất cả các em nhỏ hàng xóm xung quanh đấy cho vào đây để ăn uống vui chơi hết đấy. Tết nhất rồi, ở Việt Nam thì bây giờ là bắn pháo hoa rồi và cũng là 1 giờ Việt Nam rồi, mà bây giờ bên này là 19 giờ nha mọi người. Thì anh em đang soạn sửa sắp hết đồ ra ngoài bàn đấy để cho anh em ăn tiệc đứng. Người thì làm thịt xào ớt cay, thịt dê xào xả ớt à đấy, xếp đây. Kinh hề. Thôi được rồi, cắt đi. Mày quay để cắt đi. Cắt đi. Đi chưa? Mời em một chút. Nóng em nóng. Đưa đây để làm cho. Chồng yêu. La la. Hôm năm mới mà la la. Ăn cô là đây đâu. Đã sang năm mới đâu. Đây là hai chị em đang làm nem. Rán nem. Đó, quay tầm 3. 1, 2, 3. Hai chị em. Thấy chưa? Tí nữa tắt ra, tí nữa mình đi ra ngoài kia là đổi. Hai đổi này là kiểu gì cũng chảy. Không làm. Còn ở đây là anh Quý đang làm giò. Làm giò với là một tí tiết canh cho nó một năm rực rỡ. Đây, tiết canh thì tiết canh dê thôi. Đấy, cái này là anh em Việt Nam sẽ chén món tiết canh này. Còn món anh em Angola này, đi ra ngoài này nha mọi người. Đi ra ngoài này. Đây, hai bàn là sẽ đứng so le nhau như này. Và ăn chơi nhảy múa đứng lên cho nó vui, chứ đừng có ngồi. Ngồi là không hay. Còn ở ngoài này thì anh em đang nướng thịt dê đấy, mua hẳn 2 con dê để thịt cho anh em group để anh em ăn uống với bia rượu. Còn đây là nồi bánh chưng thì cái này chắc là phải khuya thì mới ăn được, chứ còn để mà nói bây giờ cũng mới nấu đây, cách đây khoảng 5 tiếng nó chưa chín đâu. Và phần ở bên kia là phần để đốt lửa trại. Đấy, đốt lửa trại. Ăn uống xong, nhảy múa xong, lúc em mở nhạc lên là sẽ đốt cái lửa trại này để cho anh em nhảy múa ở ngoài này. Đấy, vui chơi nhảy múa luôn. Đấy, chương trình thì sẽ như vậy. Còn bây giờ là sẽ kêu anh em vào chén năm mới bên này thì chỉ thế thôi, chứ không có gì hơn. Còn các em nhỏ bản của Lôi là sẽ cho ngồi đầu kia để chờ. Lôi, ai đây? Bản bè đúng không? Vì nhu đúng không? À, không à? Bản cũng bài của Lôi à? Đây là con của chủ nhà với hàng xóm. Ok nha mọi người. Đấy, hiện tại là anh em cũng bày dọn mâm ra rồi. Thì bây giờ chắc là anh em ra chén thôi nha. Chén thôi. Thì, năm mới là chúc anh em chúc tất cả mọi người thật là nhiều sức khỏe và một năm gặt hái được nhiều thành công. Đấy, và luôn luôn may mắn nha mọi người. Ok. Chưa? Phô đi nhá. Phô đi con mẹ nhá. Thôi mở bia đây, mở bia uống đi. Đây là tất cả anh em trong nhóm group đấy, thì mới là có mấy em nhỏ hàng xóm nữa. Ok thôi, không sao đâu, cứ vô đi đã. Rồi anh em nha, Happy New Year, chúc mừng năm mới nha, chúc năm mới. Ok vô cú cá đi, tu đủ cú cá đi hả, dữ dội. Lại lại uống nước ngọt à, một lời rồi trời ơi. Cà chua giá bông chê đẹp bôi cây một tờ dù Victory tám mẹ đẹp bôi bay cây đúng một tờ về kì
Đây Kim. Dạ. Đây các em nhỏ hàng xóm này cho vào hết tất. Chơi chung vui với là Việt Nam. Hả? Thôi anh em ăn chén đi, ăn chén này không đói. Tiệc đứng nha mọi người, không ngồi. Hiểu chứ là ngồi không đủ ghế. Người đứng người ngồi. Thì bây giờ ngồi té hết luôn. Rồi ai sang chúc đi, gì đi chúc đi. Rồi năm mới chúc anh em thật nhiều sức khỏe nhá. Cứ nhiều, cứ nhiều. 2, 3, go! 2, 3, go! 2, 3, go! Đấy. Và bay. Ôi 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Nghe bước chân to đẹp thêm. Xuân ơi xuân lắm đẹp thêm. 1 2 3 vô. 2 3 vô. 2 3 vô. Tí ra đốt lửa trại. Tí ra đốt lửa trại. Thôi để cho đội Minh Gù lẻ ăn đi. Lẻ ăn đi. Okay. Con mẹ về đi. Okay. Để quay, để quay cho. Đây anh đội Minh Gù được cái là cameraman thì sẽ vất vả hơn là mấy anh em những lúc mà tiệc tùng nghe này. Đấy, những lúc tiệc tùng nghe này là đây rốt đây. 1 2 3 1, 2, 3 uống bia là nghề của anh rồi. Uống bia là nghề rồi. Uống bia là nghề của anh rồi. Vô đây. Rồi bây giờ là tất cả mọi người đi ra ngoài để đốt lửa trại. Đấy. Một, hai, ba. Ôi, đồ đề mi. Về ngủ thôi. Xong hình thức rồi, về ngủ thôi. Về ngủ thôi. Sao hình thức rồi. Đồ đề mi ngủ đến đi coi. Xong rồi đây. Thế đây đây. Đừng chưa. Ừ, cảm ơn nha. Cảm ơn đi ăn ngủ nha. Ok. Thôi xong rồi đây. Hết Tết rồi. Về ngủ thôi. Thôi anh em ra tí nữa ngồi bánh chưng thôi. Ngồi bánh chưng tâm sự thôi, trò chuyện thôi. Ok nha mọi người ơi. Thì hiện tại bây giờ là anh em tập trung ngồi canh bánh chưng. Đấy. Thì năm mới thì chúc tất cả mọi người là một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Luôn luôn thành công trong năm 2024 này. Là chúc tất cả toàn thể anh chị em ở đây luôn. Năm mới anh có gì? Chúc cho hai em là năm đi thế nào? Luôn luôn là yêu thương lẫn nhau. Vô giao cũng không đừng đập nhau đâu. Con cười là con khổ. Lôi nói đi, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Nói to lên. Chúc mừng năm mới mọi người. Chúc mừng năm mới. Chúc các ông các bà. Các cô các chú. Các cô, các chú. Năm 2024. Các anh, các chị.
Các ai cái chí? Năm 2024. Năm 2024. Có thật là nhiều sức khỏe. Con tập là gần như sửa. Ok, chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Bye bye.